chậu tròn nó bằng nhau các bác, thì cứ cho tâm vào giữa chậu là cân hết, mặt nào cũng như mặt nào, vì không, nó không có hoa văn đấy các bác. Nếu có hoa văn thì mình chỉnh mặt hoa văn. Xin chào các bác cô chú anh chị. Đấy, hôm nay chia sẻ của bác cô chú anh chị một cái cây xanh quê mà rất là sáng, da rẻ rất sáng và cái dáng thì rất mê, dáng rất mê các bác. Đây lùn và cái điểm mà tôi thích nó là nó lùn và nó bệt mà nó vách viết nó tốt mà lại sẹo rất là bo. Các bác nhìn này, các bác nhìn này, từ trên xuống các bác nhìn một bãi này, rất là hay, rất là hay. Thì hôm nay mình có điều kiện để làm để chỉnh sửa khoe các bác. Đấy thì tôi xác định đây là mặt chính này, mặt chính này, mặt chính đây nha các bác nhé. Thì có vách làng bên này nhá, sửa cái sẹo này đi, cái sẹo này sửa đi, cái vết cắt dễ bỏ chứ không phải sẹo. Cái dễ này vắt thẳng xuống, cái tay này cho nó dịch ra đây, chặt vào chỗ này đi. Đấy, bỏ cái dễ này đi. Cái đấy, mặt này mặt trước mặt trời nhá, cái này là mặt, này là mặt sau này, các bác nhìn này. Đấy, rất là thụ và rộng. Thế thì đây, cái rễ này phải làm xử lý đi một tí cho nhẹ bớt cái rễ này, nhẹ bớt cái rễ này. Đây cút này phải làm, đây cút phải làm. Đấy, nhưng mà cơ bản là một cái cây làm rất ra đẹp. Người ta sẽ cho sang cái chậu tròn kia, chậu Đồng Nai tròn kia. Đấy, chậu Đồng Nai tròn cũng 800 bạc ấy các bác. Nhưng độ này hình như không thấy bán cái chậu đấy nữa. Đấy, thì tôi cho vào đây. Mình thích chữ nhật nhưng mà tạm thời là có mỗi cái chậu tròn kia thôi các bác ạ. Sửa sang và nhấc sang cái chậu kia các bác nhé. Các bác sẽ nhìn thấy cây này rất là bền, bệ bãi, rất là hài hòa đẹp. Và tôi sẽ làm cây này thành một cây dáng làng rất lùn và tự nhiên các bác nhé. Không có hề có những cái sẹo to mà cái gì cả. Đấy, các bác chờ xem nhé, mấy phút nữa nó sẽ rất là đẹp. Đây, bắt đầu gió mùa rất là mạnh, chưa lạnh lắm nhưng mà gió mưa, gió ảnh hưởng của bão quá. Đất rất là lì. Nguyên bánh, nguyên bánh luôn.
thử cái chậu này. Vừa nãy nó hết pin nó lại đi sạc. Đừng quá, nhưng cái này trước khi làm là biết là nó đẹp. Chậu tròn nó bằng nhau các bác, thì cứ cho tâm vào giữa chậu là cân hết, mặt nào cũng như mặt nào, vì không nó không có hoa văn đấy các bác. Nếu có hoa văn thì mình chỉnh mặt hoa văn đây, mặt trời đây này một tí. Cái đổ đất này, đất Nhật vào cho nó sạch. Đẹp lắm các bạn. Chết giờ.
đây các bác, nó đây nha các bác nhé. À, hơi tưới nước một chút cho cái đất này nó xuống và nó đỡ bụi các bác, nó đỡ bụi mà. Thì thành quả nó đây. Tất nhiên nó khô nước, cây này nó khô thì nó sẽ rất là sáng ra. Nhưng vừa nãy mà xem nó rất là sáng, thậm chí là vàng, màu vàng. Đấy, thì tôi sửa những cái khuyết điểm như vừa nãy đã nói để cho cái bệ nó sạch, nó nổi ra. Điểm đây, phẫu đẩy cái tay này xuống đây, phẫu đẩy cái tay này xuống đây, phẫu thật đau đây. Đấy, đẩy cái tay này ra, cắt cút hết lại đi, nuôi ngọn đây, nuôi ngọn đây. Đấy, bẩy cái tay này xuống, vừa nãy nó vênh lên này, bẩy hẳn xuống này. Đấy, bôi keo liền sẹo rồi, trên này nhìn các bác nó nhìn hơi đen đen. Cắt cút, rụt rịt lại, cây thấp. Thứ nhất là cây thấp, thứ hai là làm tay đòn của nó rất là rụt, cho nên là những cái chi nhánh tiếp theo nó cũng phải rụt tương ứng, chứ không phải dài dài ra thì nhìn nó rất là buồn cười. Đấy, cái này sau xử lý lấy thêm này. Đang chờ mấy mầm nó bắn ở đây lên này. Đấy, bắn ở đây rất nhiều mầm đây, yên tâm. Rất nhiều mầm ở đây, yên tâm. Mặt sau các bác nhé. Mặt sau nó đây. Đấy. Đấy. Đấy, bể bãi khiếp. Bể bãi dưới này nó còn bệt thật lệt như này này các bác nhé. Tôi chưa gãy được hết đất ra vì nó cây này nó đóng bánh rồi. Đấy. Thấp chắc được 20 phần. Còn rộng cái chậu này thì là 35 này. Các bác thấy khủng khiếp không? 35. Vậy là nghiệp. Đúng, nếu các bác mà thích chơi thụ ấy, thì thậm chí chỉ chơi khẩu này là thấy ngon rồi này. Rất là lành lặn các bác, lành lặn vô cùng. Đấy. Cái rễ này tôi họ vắt ra đây, tôi đẩy ra đây rồi và đẩy cái chi này xuống một chút nữa. Mấy hôm nữa tôi vít thêm một tí nữa. Bây giờ mình phẫu đau mà làm luôn một thể thì nó toác ngay. Đấy. Các bác ạ. Các bác nhìn. Tí nữa đây, từ trên xuống các bác nhìn những cái sẹo xiếc. Chất này nuôi tốt đấy các bạn. Chất này nuôi hay. Dáng làm khủng khiếp. Tí nữa nếu mà ăn cơm xong mà nó khô tôi lại lên tới quay đoạn nữa các bác nhé. Các bác thì thấy nó sáng, sáng láng. Nó không có bởi quay buổi đêm quá thì nó dính nước, nó sẫm sẫm màu. Các bác nhìn bệ dễ nào, khủng khiếp lắm. Tôi chưa ngoáy được ra vì họ trồng ở đất bãi, đất ruộng các bác. Đấy, cho nên dính lắm, không ngoáy được. Mặc dù nó không bị ướt đâu nhưng mà nó dính cái bếp, không ngoáy được. Chỉ có rửa xịt nước mà rửa thôi thì là trồng đất Nhật thì lại sau rất là tốt, đẹp. Ok các bác, tôi xuống ăn cơm rồi đấy. Đấy, sửa cả cái rễ này nữa rồi. Ngon rồi, nó không bị chướng mắt nữa rồi. Không bị chướng mắt nữa rồi. Đấy, mặt sau đây nhá. Cái này thì chơi rất nhiều mặt tam diện. Ngày xưa nhớ học cái hình học có cái hình tam diện ấy, cái hình ba mặt ấy, tam diện thuận ba mặt này. Một mặt này, hai mặt này, ba mặt đều rất là đẹp. Tứ diện thì bốn mặt đây. Tính vai thì ba vai này, tính dáng là dáng làng ba vai này, trực đại thụ này, hiểu gì các bác gọi cũng được nhá. Ok, cảm ơn các bác nhé. Cây rất đẹp, xanh quê rất đẹp. Chúc các bác nhiều tác phẩm mới. Tôi yên cơm.